Chào các bạn. Mấy hôm trước mình lướt Facebook mình thấy có mấy shop nó giới thiệu nó bán cái điểm ngồi 3D, một cái món hàng của nước ngoài. Nên mình đã quyết định mua về review thử đó các bạn. Đây là tên của sản phẩm là điểm ngồi 3D Magic gì nè. Giá là hình như là chỉ có 400k thôi, thêm tiền ship là 449k. Mình sẽ hui ra thử coi nó như thế nào nha. Nhìn lùm la hết rồi. Đây là hàng nước ngoài, nó toàn là tiếng Anh không các bạn ơi. Đây, đây là hình của cái niệm nè. Giống tổ ong quá. Chúng ta có thể dùng nó để lên ghế gỗ, rồi xe, ô tô, ghế ngồi, ghế ăn, rồi các loại ghế, rồi các kiểu nè. Đặc biệt là nó để còn có thể bỏ quả trứng lên được mấy bạn. Thấy là có hình quả trứng nè. Đây, bỏ quả trứng vào và ngồi rồi nó sẽ không bể luôn. Nói chung là hình như quảng cáo là cái nợ niệm này là chúng ta có thể bỏ trứng vào và ngồi nha. Đây, chúng ta sẽ được một cái túi đen như thế này nè các bạn. Giống cái túi đựng laptop quá. Mình sẽ tháo ra và lấy cái con này ra. Ôi vãi. Có cái con vậy thôi mà 400k hả? Có như xì lam vậy các bạn. Rất là dẻo quá vậy mềm. Nó có nhiều cái lỗ lục giác giống tổ ong nữa nè. À, cái mặt này là mặt dưới nha, úp dưới gầy là mấy bạn ở cái hình bo tròn nằm phía dưới. Cái này còn bị lỗi cái chỗ này nữa. Mình sẽ an tọa thử nha. Nghĩ là cái này ngồi nó rất là im đó các bạn. Ép hơi ngồi rất là im. Theo như quảng cáo là khi chúng ta để quả trứng gà lên trên cái niệm này và ngồi lên là nó sẽ không bể quả trứng gà luôn. Nên bây giờ mình sẽ test thử luôn nha. Thử coi mình có phải giặt cái quần hay không. Đây, mình sẽ bỏ lên cái ghế. Công thức của cái niệm này là mình phải bỏ lên cái ghế các bạn, ngồi cho nó im hơn á. Mình sẽ bỏ trứng gà vô trong cái bịch nha, không nó bể tùm lum mấy bạn. Đó, thì mình sẽ cột lại. Khỏi cột luôn á. Đó, mình sẽ để qua trứng gà lên. Sau đó mình sẽ ngồi lên thử coi nó có bể không. Mình nghĩ là sản phẩm có hay lừa mình nên mình sẽ thử nha. Mấy bạn mà ra cái bọc là hiểu á. Thì đúng là không bể thiệt. Để mà mé này thử coi có bể không. Nó là ngay giữa nó bị hở mấy bạn. Mình sẽ để mày về coi. Vẫn còn quả trứng gà đó các bạn. Nói chung là nó ép xuống nên không có bể được. Ok, mình sẽ bỏ xuống dưới đất thử nha. Này bể chắc. Chưa bể nữa hả? Chưa bể nữa. Không bể, không bể luôn, ngay cái bộ mà không bể luôn. Hay vậy. Không bể thiệt kìa, hay vậy. Không bể luôn các bạn, giữ cho ta. Có khi nào nó gài mà chúng ta mình lấy cái bịch ra nó mới bể không?
ngay đít nha. Không phải ngay giữa nha. Để cái mông nha các bạn. Ôi. Không bể thiệt. Hay tại trứng gà cứng quá ta. Ôi vãi. Hay à, như quảng cáo luôn, mình tưởng đâu là nó chém gió thôi chứ. Rất là mềm như salad các bạn. Ở khi mình đè quả trứng gà xuống thì như vậy các bạn, còn cái mông mình thì nó có thịt nữa nên không bể được, chứ mình nghĩ lấy tay mà ép xuống vậy là chắc là sẽ bể á, bể chắc luôn. Nói chung là như quảng cáo không là bể được quả trứng gà nha. Nói chung là cái niệm này nó được làm từ những cái lỗ lục giác và chất liệu rồi, nó dẻo mềm như xì lam vậy các bạn, nó rất là mềm hình tổ ong. Ngồi là mình sẽ nén hơi xuống đây nè, rất là mềm luôn á, phải kéo giãn được nữa. Rất là mềm và dẻo các bạn, không đứt luôn á, như xà lam á, rất là dài. Đúng chơi ngu luôn. Cũng khá là nhỏ gọn các bạn, mình nghĩ là có thể quấn lên thành một cục như vậy nè, rồi bỏ vào trong ba lô hay cái gì đó, thì chúng ta đi xe bus hay là đi đường xa gì đó, mình sẽ lót lên ghế ô tô hay là ghế của xe máy gì đó, ngồi cho nó đỡ có chai đít các bạn. Tại vì khi các bạn mà đi đường xa, ngồi lên cái yên xe ngồi lâu, ngồi 2-3 tiếng thì nó rất là chai đít. Mình nghĩ là có cái này sẽ rất là ok luôn các bạn. Mình ngồi nó thấy khá là thoải mái, nó mềm như xà lam nha các bạn, vừa mềm vừa dẻo nữa. Cái này là mình không có quảng cáo cho sản phẩm nha các bạn, chủ yếu là mình thấy nó lạ nên mình mua về review thử cho các bạn biết. Các bạn đã muốn mua thì cứ mua thôi, chứ mình không có khuyến cáo nha. Một cái ghế rất là ok. Mình sẽ bỏ vào đây đem cắt. Rồi. Mình nghĩ chắc là lấy ra chứ không lấy vô được quá. Đó. Muốn đóng giờ nghĩ là ngồi lên luôn nguyên cái tấm này nè, ok hơn. Vậy mình kết thúc video tại đây. Bây giờ hôm nay là mình review thử cái ghế điểm ngồi 3D nha các bạn. Cái điểm ngồi 3D mà có thể bỏ qua trứng vào và ngồi lên không bể nha. Các bạn nào thích video này thì hãy nhấn like và chia sẻ với giúp mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Sản phẩm này thì mình thấy trên Facebook nó quảng cáo rất là nhiều, điểm ngồi 3D nha các bạn.